Chúng ta bây giờ nói tới một số những cái thông tin ngày hôm nay đi Thì đầu tiên hết là thông tin liên quan tới đồng Dogecoin Thì Elon Musk một lần nữa đó lại thuyết liên quan đến crypto Và lần này đó thì Elon Musk nói là đồng Dogecoin đó sắp sửa có một cập nhật Và đối với Elon Musk đó, khi mà nhìn vào Bitcoin và Ethereum đó, Thì Bitcoin và Ethereum là hai cái đồng mà hiện bây giờ đang triển khai những cái mạng lưới tầng 2 để giải quyết cái vấn đề làm cho mạng lưới nhanh hơn Nhưng mà đối với là Elon Musk thì cần là đồng Dogecoin có thể giải quyết được nhiều giao dịch nhanh hơn ở tầng 1 Và cái mà Elon Musk nói đó nhiều người cho là Elon Musk đang đề nghị là đồng Dogecoin nên có cái dung lượng lốc lớn hơn Thực ra mà nói đó điều này người ta không đã từng nghĩ đến cho nên mới có cái cuộc chiến tranh dẫn đến là cộng đồng Bitcoin chia rẽ cho nên ta mới có Bitcoin Cash và Bitcoin. Trong Bitcoin Cash nghĩ là không nên có tầng 2 mà nên có tầng 1 mạnh hơn và vì lý do đó họ đã nâng cái dung lượng lóc lên nhưng mà cuối cùng các bạn thấy là người ta vẫn ưa chuộng đồng Bitcoin BTC hiện bây giờ hơn Và mạng lưới tầng 2 là cái mạng lưới mà hiện bây giờ nhiều người à, đang bắt đầu sử dụng nhiều Sau khi tôi nghe nói cái tin đến từ El Salvador là công nhận Bitcoin là tiền tệ Thì mạng lưới tầng 2 bây giờ đang được rất là quan tâm đến Thực ra đã có trong nhiều năm nhưng mà sự phát triển lớn là đến từ năm nay Và đương nhiên khi mà các bạn nâng cái dung lượng lóc lên á, thì nhiều người nói là sẽ dẫn đến cái việc là tập trung khi mà lưu trữ số cái tại vì đương nhiên dung lượng càng lớn thì các bạn cần phải có cái ổ cứng càng lớn để mà lưu trữ thì đến một mức nào đó người bình thường sẽ không thể lưu trữ số cái được tại vì dung lượng quá lớn cuối cùng thì chỉ có những công ty lưu trữ mà thôi sẽ dẫn đến cái việc tập trung về cái việc số cái của cái mạng lưới đó đây là điều mà nhiều người nói đến và đương nhiên elon musk nghĩ là bitcoin thì đương nhiên là một cái gì đó rất là mới và sôi động nhưng mà Elon Musk vẫn nghĩ là Dogecoin sẽ có thể là tốt hơn Bitcoin và Ethereum Thì các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment bên dưới Thì những lời nói này của Elon Musk có ảnh hưởng gì đánh giá của Dogecoin ngày hôm nay thì các bạn cũng đã thấy in sơ qua thì trong vòng 7 ngày qua đồng Dogecoin đã xuống 11,4% Hôm nay đây thì tăng 5% cũng không có tăng chữ nhiều à, Sau khi mà cái thuyết của Elon Musk thì các bạn thấy được là giá cả của đồng Dogecoin nhiều người cho là cũng có sự tăng trưởng từ cái mức là 20 cent lên tới là 22,7 cent nhưng mà sau đó thì là đi hàng ngang tăng à, trong vòng 24 giờ qua 5,8% nhiều người coi như là những cái thuyết của Elon càng ngày thì cái hiệu ứng đến à, với giá cả đó thì càng ít lại đây là tin tức liên quan tới đồng Dogecoin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn mà nhiều người đang nói tới hiện bây giờ Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin thứ nhì liên quan tới đồng USD. Thì đồng US này đó, có thể các bạn để ý là hôm nay đồng US đã có một cái sự tăng trưởng để thường xem coi là hiện bây giờ đồng US là đang đứng hạng thứ 27 các bạn nhìn thấy trên màn hình là có sự tăng trưởng là 18% trong vòng 24 giờ qua thì tại sao đồng US lại tăng trưởng lên tới 4 đồng 22 sen trong vòng 24 giờ qua đó chính là cái thông tin đến từ là công ty Block One thật ra công ty đứng sau lưng Block One á công ty thực sự tên là Bullish Global thì đây là công ty mà nhiều biết đến với cái tên là Block One là công ty đứng sau lưng đồng US để mà giúp đỡ phát triển thì uh, hiện bây giờ thông tin là công ty này sẽ lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ NYSE thì uh, công ty này cũng giống như là tin tức đi quan tới Circle ngày hôm qua sẽ thông qua một cái công ty gọi là công ty SPAC để mà lên trên sàn chứng khoán thì khi nào mới lên sàn chứng khoán thì đó là cái thời điểm là năm sau năm 2022 tại bây giờ đó công ty này công ty uh, Bullish công ty đứng sau lồng US sẽ hợp chung với công ty phía Pick, công ty mà đứng sau lưng cái SPAC đó, những công ty mà gây dựng lên để mà hợp với những công ty khác đi lên sàn đó, chúng ta đã nói tới trong cái video ngày hôm qua liên quan đến công ty Circle thì cái hợp tác này đó sẽ hoàn thành dự toán là trong cuối năm nay cuối năm 2021 bây giờ vẫn chưa có xong thì cho đến khi nào mà những cái cổ đông đồng ý thì lúc đó mới tiến hành lên trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ thì có thể năm 2022 nhưng mà nếu như mà từ đây đến đó mà không có công ty nào khác ngoài Circle thì công ty Bolus Global này là công ty thứ ba liên quan đến tiền kỹ số sẽ được lên trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Đương nhiên chúng ta còn những công ty khác mà đang có cái tin đồn là có thể lên trên sàn chứng khoán trong năm nay đó chính là công ty Toro và công ty Kraken, sàn Kraken của Hoa Kỳ. Thì khi mà thành lập cái, công ty này lên chứng khoán đó thì công ty Farpeak bây giờ đó là người đứng đầu là Thomas Farley trước đây đó là chủ tịch của sàn chứng khoán NYSE từ năm 2014 đến năm 2018 à, khi mà lên sàn chứng khoán rồi đó thì hai công ty này hợp lại với cái dạng là công ty SPAC đó chúng ta nói tới ngày hôm qua thì uh, Thomas Farley sẽ trở thành CEO của công ty Bullish như là công ty Block One đứng sau lưng đồng của US còn Brandon Bloomer hiện bây giờ là CEO của Block One sẽ trở thành chủ tịch của công ty. Đây là cái thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn và chỉ giá của cái cuộc hợp tác này đó khi mà trên sàn chứng khoán thì chuẩn đoán là khoảng 9 tỷ đô la. Thông tin kế tiếp thùng muốn chia sẻ với các bạn đó là một công ty tên là Capital International là một công ty đầu tư quản lý 400 tỷ đô la. Họ đã thông báo là đã thu mua 600 triệu đô la cổ phiếu của MicroStrategy và trở thành cổ đông lớn thứ hai tính theo các phần trăm. Thì bây giờ thì chúng ta thấy được là tại sao mà công ty Capital International lại đi thu mua 600 triệu đô la cổ phiếu của MicroStrategy Câu trả lời rất đơn giản là Bitcoin Tại sao mà họ không tự đi thu mua Bitcoin mà lại đi thu mua cổ phiếu của MicroStrategy Thì câu trả lời cũng rất đơn giản có thể là cổ đông không chấp nhận cho lưu trữ Bitcoin hay là vì một lý do pháp lý nào đó họ không thể thu mua Bitcoin Họ đi thu mua cổ phiếu của MicroStrategy thì nó đơn giản hơn và điều này đã dẫn đến là cổ phiếu MicroStrategy tăng giá ngày hôm nay. Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là Steve Wozniak, các bạn có thể biết đây là đồng sáng lập của công ty Apple thì đã đưa ra một số như là phát biểu nói là Bitcoin là phép màu toán học tuyệt vời nhất. Đương nhiên Steve Wozniak nói là hiện giờ ông ta vẫn chưa có đầu tư vào đồng Bitcoin. À, thì các bạn có tin hay không? Thì các bạn hãy comment ở bên dưới. À, chỉ là Steve Wozniak đó là một trong những người mà gần đây lên tiếng ủng hộ Bitcoin và nói là không giống như là vàng, Bitcoin còn tốt hơn cả vàng. Tại vì cái vấn đề lớn nhất đối với vàng đó, nhiều người cũng đã biết là vàng thì lúc nào các bạn cũng có thể đào thêm được và thực sự không ai biết được là còn bao nhiêu vàng trên thế giới này. Và có bao nhiêu vàng thực sự trên thị trường cũng không ai có thể là tính được hết. Cho nên đối với nhiều người đó, Bitcoin là một cái toán học. Toán học này đã cho các bạn thấy được là chúng ta biết chắc chắn hiện bây giờ trên thị trường có bao nhiêu Bitcoin và còn bao nhiêu Bitcoin. Và không chỉ riêng là Steve Wozniak mà các bạn thấy được là gần đây cái người mà giàu thứ ba của nước Mexico đó Ricardo Salinas Pliego à, cũng là một trong những người mà rất là ủng hộ cái tư tưởng là Bitcoin còn tốt hơn cả vàng, Bitcoin là vàng điện tử mới của thời đại này. Đó là thông tin liên quan đến Steve Wozniak mà nhiều người đang nói tới. Một thông tin khác cũng được chia sẻ rất nhiều đó chính là trong một bức thư gửi đến chủ tịch của SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đó thì thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cái người mà các bạn có đã biết là rất là ghét thị trường này liên tục nói xấu thị trường này trong thời gian là mấy tháng qua thì trong lá thư này Elizabeth Warren nghị sĩ này đã yêu cầu câu trả lời về quy định tiền điện tử trước ngày 28 tháng 7 đến từ SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ thì ngày 28 tháng 7 đó là thời gian rất là ngắn các bạn thấy được là tính tới bây giờ thì chỉ còn có khoảng chừng là 20 ngày nữa mà thôi thì trong vòng 20 ngày yêu cầu SEC phải trả lời là họ sẽ quản lý thị trường này như thế nào. Thì các bạn cũng đã thấy là trước hết nói là giá crypto bây giờ thì đòi có quy định để quản lý. Đương nhiên là không muốn cấm mà chỉ muốn kiếm được lợi nhuận từ thị trường này. Và các bạn cũng đã thấy tại hiện bây giờ đã SEC thì không có nhiều động tĩnh liên quan đến quản lý crypto thì chúng ta thực sự mà nói nó là có những cái luật chi tiết đến thì SEC là một điều tốt chứ không phải là xấu Càng có luật càng sớm càng rõ ràng Thì càng khiến cho nhiều người sẽ an tâm hơn khi mà tham gia vào thị trường này Tại vì họ rõ là khuôn khổ pháp lý như thế nào Cũng giống như là có thể là chúng ta sẽ có một Bitcoin ETF Nếu như mà có luật rõ ràng Đây không phải là một cái thông tin xấu Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó thì chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái nước khác ở trong Trung Mỹ đi Thì các bạn thấy là một trong những cái cuộc bỏ phiếu, cuộc bỏ phiếu này đó là ở nước El Salvador Và có tổng cộng là 1.233 người đã bỏ phiếu ở nước El Salvador Từ ngày 1 Tây đến ngày 4 tháng 7, nước El Salvador là cái nước mà bây giờ đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp Là nước đầu tiên làm việc này thì câu hỏi đó là những người dân họ có đồng tình với cái việc là nước El Salvador công nhận Bitcoin hay không thì hiện bây giờ đã hầu như là 50 50. Có nghĩa là 54% của những người ở Salvador thì không đồng ý, 46% là đồng ý và hiện bây giờ đó là khoảng 46% nói là họ không biết nhiều về Bitcoin. Thì thông tin này nó chỉ cho chúng ta thấy được là điều mà nước El Salvador cần phải làm đó chính là đưa ra những cái nơi để mà dạy người dân biết được Bitcoin là như thế nào, sử dụng ra sao và tôi nghĩ đây vẫn là điều mà họ đang làm. Cái việc mà nước El Salvador đó chấp nhận Bitcoin là một tiền điện tử thực sự mà nói là một điều rất là bất ngờ. Chúng ta biết là điều này là điều hoàn toàn có thể chúng ta đã từng nói tới nhiều năm trước đây. Nhưng mà tôi nghĩ là bước đầu tiên là những cái quốc gia họ sẽ lưu trữ Bitcoin như là một cái loại tài sản. Chứ không có ngờ là một quốc gia lại có thể chấp nhận Bitcoin coi như là một tiền quốc gia được. Và đương nhiên á, người dân của nước El Salvador không phải chỉ có thể sử dụng Bitcoin mà họ có thể sử dụng đồng đô la, tại vì nước này đó là một nước mà không có tiền pháp định, cho nên họ vẫn dựa vào đồng đô la. Thì nhìn lại đó, chúng ta cũng có thể hiểu được là tại sao họ lại có quyết định này, tại vì bây giờ ngân hàng trung ương của họ không thể quản lý được đồng đô la, Bitcoin họ cũng không thể quản lý được, nhưng mà ít ra thì Bitcoin không thể được quản lý bởi bất cứ một quốc gia nào. Họ sẽ cảm thấy là an tâm hơn, tại vì họ sẽ không có chịu cái sự lạm phát của đồng đô la. Và đương nhiên người dân thì có thể là lựa chọn cả hai, sử dụng đô la hay là sử dụng Bitcoin đều được, chỉ có là doanh nghiệp thì bắt buộc là phải chấp nhận cả hai, người dân sử dụng cái nào, họ cũng cần phải là thanh toán bằng cái đó. Đương nhiên đây là tin tức liên quan tới nước El Salvador, nhưng mà chúng ta lại có thêm một nước ở trong cái khu Trung Mỹ này là nước Paraguay thì Paraguay chúng ta thấy được là một trong những cái nghị sĩ đó chính là Carlitos Rahala là nghị sĩ này á, nói là đang làm việc cho một cái nghị sĩ khác đó chính là nghị sĩ Fernando Silva Facetti thì ngày 14 tháng 7 này như là tuần uh, tới đó ngày thứ tư thì sẽ có một cái uh, dự luật được chia sẻ liên quan đến Bitcoin thì uh, trước đây uh, nhiều người cho là nước Paraguay sẽ đi theo góc chân của El Salvador công nhận Bitcoin là tiền uh, của quốc gia nhưng mà không phải bây giờ chúng ta đã hiểu hơn là cái dự luật được chia sẻ tuần sau đó là dự luật để mà Chấp nhận Bitcoin là một cái mảng đầu tư hợp pháp của nước Pairway và chào đón những cái công ty liên quan đến tiền thuật số này đến nước Pairway. Đó là cái dự lực mà chúng ta có thể nghe nói tới thứ tư tuần sau. Thì các bạn thấy được là nước El Salvador ra cái thông báo chấp nhận Bitcoin là cái tiền tệ hợp pháp thì đã dẫn đến cái hiệu ứng domino. Bây giờ nhiều quốc gia khác đã đang nhìn nước El Salvador là một nước nhỏ nhưng mà họ nhìn nước El Salvador coi coi là đây là một điều có thực hiện được hay không. Có nên công nhận Bitcoin như là tiền tệ thực sự hay không? Hay là nên công nhận Bitcoin như là một loại tài sản? Và cái lợi nhuận đến từ ngành tiền thuật số đã bước gia như thế nào? Có bao nhiêu công việc làm? Thu được bao nhiêu thuế? Vân vân. Đây là điều mà tất cả mỗi quốc gia đều đang nhìn vào nước El Salvador ở thời điểm hiện tại. Và đây là tất cả những thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và dành cho những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital của bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà các bạn tham gia vào sàn Binance hay là nhận được bonus lên tới 200 đô khi mà các bạn tham gia vào sàn margin nổi tiếng Bybit hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin EMT. thì bây giờ đó đối với sàn Bybit và MT thì có một cái sự hợp tác giữa Thuần Capital và anh Review để cung cấp tín hiệu trade miễn phí cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm thì chi tiết nằm ở bên dưới cái video này hay là bấm vào cái nút màu vàng như là các bạn nhìn thấy trên màn hình hay là các bạn tìm hiểu những cái sàn như là sàn FTX, sàn Binance US đây là một sự lựa chọn như mà nào mà đang sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin hay là sàn Coinbase ứng ừ dụng BlockFi đây là ứng dụng lending có lãi các bạn có thể dùng lãi hàng tháng bằng cách tài gửi tiền kỹ thuật số vào trong ứng dụng BlockFi và đương nhiên crypto -coin ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Một lần nữa cảm ơn các bạn nên thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.